Xin chào mọi người, mình là Đan Anh đến từ Tinh Tế. Trong video ngày hôm nay thì Đan Anh sẽ trên tay nhanh cho mọi người chiếc máy lọc không khí đến từ thương hiệu LaVoit, là một trong những thương hiệu tại Mỹ, và họ đã bán cái chiếc máy lọc không khí này tại châu Âu nhiều năm rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ trên tay chiếc máy lọc không khí có tên là LaVoit Core Pajamas. Đầu tiên thì sẽ là về thiết kế. So với những chiếc máy lọc không khí khác trên thị trường thì mình thấy đây là một trong những chiếc máy lọc không khí nhỏ nhất từ trước đến giờ mà mình từng trên tay và trải nghiệm qua. Nó có thiết kế giống như kiểu con nhộng gồm phần trên và phần dưới. Phần trên này thì sẽ là cái bộ phận giúp đẩy không khí ra ngoài. Ở trên này thì chúng ta sẽ là những cái khe và thổi gió ra ngoài như những chiếc máy lọc không khí khác. Ở phần dưới thì sẽ là cái bộ lọc bên trong. Tổng thể thì chiếc máy lọc không khí LaVoit Core 300S này nó được làm từ nhựa ABS màu trắng. Và thiết kế này thì mình nghĩ là gọn gàng. Khi mà đặt để trong những không gian sinh hoạt khác nhau thì nó cũng không làm ảnh hưởng đến mỹ quan nội thất chung. Ở đằng trước thì chúng ta sẽ có logo của LaVoit. Và ở trên thì ngoài cái bộ phận tản không khí ra, chúng ta còn đi kèm với màn hình, hình tròn. Và cái màn hình này thì mình thấy là nó dễ sử dụng và dễ thao tác. Có tất cả những cái phím cảm ứng cho mọi người có thể dễ dàng chỉnh sửa theo từng chế độ. Có 3 cái cấp độ lọc, từ mạnh tới nhẹ. Có chế độ tự động, có chế độ tắt đèn, có biểu tượng kết nối wifi với app trên điện thoại, bạn có thể điều khiển từ xa. Rồi chúng ta có chế độ ban đêm, quạt gió, hẹn giờ và khóa trẻ em. Thì đó là tất cả những cái trên bảng điều khiển của chiếc máy lọc không khí LaVoit Core 300S này. Với một người mới sử dụng và mới tiếp cận nó ngay từ những lần đầu tiên á, thì Đan Anh cảm thấy đây là một trong những cái bảng điều khiển khá dễ sử dụng. Tuy nhiên thì nếu trong những cái phòng mà có môi trường ánh sáng cao á, thì nó sẽ hơi khó nhìn một chút xíu. Nhưng nếu mà bạn nhìn một cách vuông góc á, thì mình nghĩ là không có vấn đề gì hết. Bây giờ thì mình sẽ mở cho mọi người xem bên trong cái máy lọc không khí này, phần dưới nó sẽ gồm những cái tấm lọc như thế nào. Chúng ta có một cái bề mặt với rất là nhiều lỗ lưới ở bề ngoài để có thể lọc được những cái loại bụi thô, những cái loại bụi có kích thước to nhất. Và bên trong á, thì mở ra cũng khá đơn giản, và kích thước của nó thì như mọi người thấy mình dễ dàng nâng lên, nó khá nhẹ. Thì cũng dễ hiểu bởi vì là một cái size nhỏ như thế này thì nó sẽ không có quá nặng đâu. Chúng ta sẽ có một cái bộ phận để dễ dàng xoay và mở cái phần đáy ở phía dưới. Bên trong thì sẽ là những cái lõi lọc chính. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 tấm lọc. Đầu tiên là tấm lọc trước, màn lọc HEPA H13, và cuối cùng tấm lọc bên trong là bộ lọc than hoạt tính. Tiếp theo một cái bộ phận nữa mà mình thấy cũng khá đặc biệt trên một chiếc máy lọc không khí với cái kích thước nhỏ như thế này. Ngay mặt lên sau thì sẽ có cái biểu tượng là AirSight Plus Core 300S. Thì đây là cái bộ phận mà sẽ dùng laser để có thể đo được cái độ sạch của không khí là một, và điều chỉnh cái tốc độ lọc của máy có thể là tự động để cho chúng ta không cần phải bận tâm là không biết nhà mình có cái độ bụi ở trong không khí như thế nào và dùng chế độ nào cho phù hợp. Thì cái bộ phận này sẽ giúp bạn có thể làm được điều đó một cách tự động hơn. Tiếp theo thì sẽ là về những thông tin về hiệu suất lọc của chiếc máy lọc không khí LaVoit này. Thì với một kích cỡ nhỏ như thế này thì chắc nhiều người cũng sẽ thắc mắc và tò mò giống mình là cái công suất mà nó có thể lọc được là bao nhiêu. Thì theo thông tin của hãng, họ có cho biết là cái diện tích lọc của chúng ta sẽ phù hợp với những không gian trong phạm vi tầm khoảng 40-41m2 và công suất lọc là 195m³/giờ. Ngoài ra thì với một cái diện tích là khoảng 40m2 đó thì nó sẽ làm sạch 4 lần một giờ. Tiếp theo là về độ ồn. Mình thấy thông tin của hãng đưa ra là dao động từ 22dB ở chế độ ban đêm cho đến cao nhất là khoảng đâu đó 47dB. Nhưng mà cái công nghệ họ làm cho chế độ ban đêm chỉ dao động đâu đó trong khoảng 22dB thôi, thì họ gọi là công nghệ vô thanh, tức là dường như không có tiếng ồn luôn. Và nãy giờ khi mà mình ngồi nói chuyện ở đây với mọi người và chiếc máy này vẫn đang hoạt động, mình đang để nó ở chế độ auto thì hầu như là nó không ảnh hưởng gì đến cái âm thanh của video này. Chỉ khi nào mà mọi người ngồi gần và dí tai vào sát á, thì mọi người sẽ nghe được đâu đó cái tiếng rù rì khe khẽ. Thì đối với mình, một người mà nếu như mình làm việc và sinh hoạt tại nhà, mình muốn có một giấc ngủ chất lượng và không gian làm việc yên tĩnh, thì đây là một mức tiếng ồn rất là đáng để tâm. Đây là một điểm cộng của chiếc máy này. Và thêm vào đó thì thông tin về công suất lọc của hãng so với những chiếc máy hút bụi khác trên thị trường thì nó đang là một chiếc máy lọc không khí có công suất lớn nhưng mà độ ồn thì lại thấp. Về công suất tiêu thụ điện thì với một chiếc máy lọc không khí nhỏ như thế này, thông tin của nó sẽ là 15W
và 15W này cho một kích cỡ 36cm cho chiều cao và đường kính khoảng 22cm thì mình cảm thấy nó khá vừa vặn và phù hợp. Và một điểm cuối cùng nữa trên chiếc máy lọc không khí này là nó hoàn toàn có thể theo dõi thông qua một cái app, có thể điều khiển qua app. Bạn có thể vào app điều chỉnh và xem là máy đang hoạt động ở cái chế độ nào, có thể điều chỉnh tùy ý. Nếu như mà đang ở xa cái máy thì chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh cho nó thành chế độ ban đêm, chế độ ngủ. Có 3 chế độ nè, tự động, từ thấp, trung bình và cao. Chúng ta có thể set thời gian, hẹn giờ cho máy hoạt động. Và nếu như mà trước khi về nhà mà bạn muốn có một nguồn không khí sạch trong lành hơn thì chúng ta có thể ở công ty và điều khiển cho chiếc máy lọc không khí của chúng ta ở chế độ lọc cao nhất. Thì khi về nhà chúng ta không cần mất thời gian thì mới có được một bầu không khí trong lành. Ngoài ra thì trong app này mình thấy cũng khá dễ sử dụng. Chúng ta có thể xem được tình trạng bộ lọc để thay thế như thế nào. Đây cũng là một điều mà mình cảm thấy rất là thắc mắc. Bởi vì với một chiếc máy lọc không khí nhỏ như thế này thì bộ lọc của nó cũng sẽ có kích thước nhỏ theo. Và nếu như công suất lọc lớn thì chúng ta sẽ phải thay định kỳ và bao lâu á. Thì theo thông tin của hãng thì từ 6 đến 8 tháng chúng ta sẽ mới phải thay cái bộ lọc bên trong. Bên cạnh việc ra mắt chiếc máy lọc không khí LaVoy Core 300S này thì LaVoy hôm nay còn có ra mắt thêm 2 sản phẩm máy lọc bụi với kích cỡ khác nhau. Và đây là cái mẫu to nhất mà mình trên tay cho mọi người trong ngày hôm nay. Ngoài ra chúng ta còn có một cái phiên bản là LaVoy 200S và LaVoy Mini. Thì cái kích thước nó khác nhau là một. Và thứ hai nữa là cái công suất diện tích lọc nó cũng khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ cung cấp thêm cho mọi người về những cái máy lọc bụi đó. Đầu tiên thì chúng ta có cái dòng sản phẩm là Core 200S với mức giá là 3.990.000 đồng. Thì nó sẽ có cái diện tích lọc khoảng 35m² mà thôi. Rồi công suất thì sẽ khoảng 187m³/giờ. Và độ ồn là từ 24dB cho đến 45dB. Nó cũng sẽ có 3 cái lớp lọc bụi như Core 300S luôn. Tuy nhiên thì nó sẽ không có cái laser đằng sau để có thể đo được bụi trong không khí và chọn một cái chế độ lọc bụi phù hợp. Tiếp theo thì chúng ta có cái con là Core Mini. Con này là con nhỏ nhất. Và chiếc máy lọc bụi này thì có giá tầm khoảng 2.490.000 đồng. Diện tích lọc là 15m². Và vận tốc làm sạch của Core Mini sẽ là 68m³/giờ. Và chúng ta sẽ có 3 lớp lọc bụi trong cái chiếc máy mini này. Và độ ồn theo thông số thì có vẻ như nó là một chiếc máy mang lại độ ồn lớn hơn so với hai cái sản phẩm còn lại là từ 28dB cho đến 44dB. Nó không có cảm biến laser để đo bụi trong không khí. Tuy nhiên có một cái rất là hay với kích thước nhỏ như thế này. Với cái máy lọc đó thì nó có một cái bộ phận để mọi người bỏ tinh dầu vào. Khi mà chúng ta lọc không khí thì nó cũng sẽ tỏa cái mùi tinh dầu đó trong không gian mà chúng ta sử dụng luôn. Điều này thì mình nghĩ nó khá tiện, phù hợp. Và với kích thước nhỏ như thế này thì mình nghĩ là chúng ta có thể sử dụng trong những cái không gian nhỏ như là cái tủ bếp nè. Hoặc là bên cạnh những cái bộ phận mà chúng ta nuôi thú cưng trong nhà thì nó sẽ phát huy cái hiệu quả tốt hơn. Và cuối cùng tổng quan lại thì mình thấy đây là một chiếc máy lọc không khí có kích thước nhỏ nhưng mà đi kèm với nó là công suất lớn cũng như là nó có thể lọc trong một không gian diện tích lên đến 41m². Đây là một điểm mà mình cũng cảm thấy tò mò về cái kích thước bộ lọc của nó. Bởi vì so với những chiếc máy lọc không khí lớn khác thì cái bộ lọc bụi của những chiếc máy đó nó cũng sẽ lớn hơn. Thì như vậy, với chiếc máy lọc không khí này, cái việc mà bụi bám đầy với bộ lọc này nó sẽ diễn ra nhanh hơn và cái việc thay thế định kỳ tấm lọc bên trong của chúng ta cũng sẽ trở nên nhanh hơn. Đây là một điểm mà mình nghĩ mọi người cũng nên cân nhắc. Và tóm gọn lại thì chiếc máy lọc không khí này đang có mức giá là 4.990.000 đồng. Và mọi người nghĩ sao về mức giá này với những gì mà chiếc máy lọc không khí Core 300S của LaVoy mang lại? Mọi người có thể chia sẻ suy nghĩ của mọi người phía dưới và bình luận cho Tinh Tế cùng biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.